Ngỡ như với việc cầm hòa được một đội bóng đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng lúc bấy giờ Tottenham ở vòng đấu trước đó, thì Crystal Palace sẽ có thêm nhiều tự tin để đến làm khách trước West Ham vào giữa tuần vừa qua. Tuy nhiên, những gì mà thầy trò huấn luyện viên Roy Hodgson có được khi rời khỏi Thánh điện Olympic chỉ là trận hòa với tỷ số 1 đều, dẫu cho họ đã có được bàn thắng mở màn cho trận đấu từ khá sớm. Một lần nữa, người hâm mộ của The Eagle lại được chứng kiến siêu tiền đạo Bentic ghi bàn sau quãng thời gian gặp chấn thương, và cũng chính chân sút người Bỉ đã khiến cho Crystal Palace rơi vào thế bế tắc, với hai chiếc thẻ vàng liên tiếp sau những tình huống vào bóng thô bạo của mình và bị truất quyền thi đấu. Rất may là khoảng thời gian mà các học trò của huấn luyện viên Roy Hodgson căng mình ra chống đỡ chỉ là 20 phút cuối giờ. Nếu như khoảng thời gian này được kéo dài thêm thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra đối với họ. Hiện tại, Crystal Palace đã rơi xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Premier League với 18 điểm và đang kém nhóm top 5 lúc này đến 5 điểm. Đến với trận đấu mở màn cho vòng 14, Crystal Palace sẽ quay về thi đấu trên sân nhà và đón tiếp Liverpool đến làm khách. Tuy đã 3 vòng đấu gần nhất vừa qua, đội bóng của huấn luyện viên Roy Hodgson vẫn đang giữ được cho mình chuỗi thành tích bất bại với một chiến thắng và hai trận hòa. Song nếu như nhìn về xa hơn, thì mọi chuyện dường như lại đang chống đối với The Eagle. Cụ thể trong 10 vòng đấu gần nhất, Crystal Palace chỉ mới có cho mình 3 chiến thắng, 3 trận hòa và để thua đến 4 trận. Càng đáng nói hơn khi cả 3 bại tướng của họ gần đây nhất đều là những tân binh vừa lên hạng như Fulham, Leeds và gần đây nhất là West Brom. Và đã có đến 2 cái tên chỉ đang lặn ngụp trong nhóm cầm đèn đỏ. Vì vậy, thẳng thắn mà nói thì thành tích đó cũng không có gì để đáng nói. Thậm chí người hâm mộ của Crystal Palace sẽ càng lo lắng nhiều hơn. Dẫu cho đội bóng con cưng của họ đang có được điểm tựa rất lớn đến từ sân nhà, nhưng trong 5 trận được chơi trên sân nhà gần nhất, thì đội bóng chủ sân Selhurst Park chỉ mới có đúng một chiến thắng duy nhất, còn lại 2 trận hòa và để thua 2 trận. Về phần đối thủ, như đã được nhắc đến từ trước trong cuộc đụng độ với Tottenham ở vòng đấu vừa qua, pháo đài Anfield đang trở thành pháo đài bất khả xâm phạm để cho Liverpool có thể tựa lưng vào đó và tìm lại bản ngã vốn có của mình. Cụ thể trong lần đón tiếp thầy trò huấn luyện viên Mourinho đến làm khách ở vòng đấu vừa qua, thì các học trò của huấn luyện viên Jurgen Klopp đã tiễn người đặc biệt phải nhận lấy thất bại với tỷ số 1-2 ra về. Đã từ lâu lắm rồi thì người ta mới được chứng kiến Liverpool thi đấu đúng với phẩm chất của nhà đương kim vô địch, khi họ đã nắm quyền kiểm soát bóng lên đến 76% và tung ra đến 17 pha dứt điểm. Trong đó có đến 11 lần bóng đi trúng mục tiêu và con số này nhiều gấp 5 lần so với đội khách đến từ phía Bắc London. Dẫu vậy, cũng phải kể đến một chút may mắn đã mỉm cười với The Cop, khi cả hai bàn thắng của họ đều trúng vào trung vệ Underwell và khiến cho bóng đổi hướng đi vào lưới. Tất nhiên, với 3 điểm quý báu vừa có được thì lúc này Liverpool đã vươn lên ngôi đầu trên bảng xếp hạng Premier League với 28 điểm, hiện đang bỏ xa vị trí thứ 2 của Tottenham đang là 3 điểm. Bước vào chuyến hành quân lần này, hành trang mà đoàn quân của huấn luyện viên Jurgen Klopp đang mang theo bên mình là chuỗi 6 trận liên tiếp bất bại trên mọi mặt trận, trong đó có 3 chiến thắng và 3 trận hòa. Nhắc đến cái tên Selhurst Park, thì vùng đất này chưa bao giờ mang đến nỗi lo âu cho người hâm mộ của Liverpool trong mùa giải gần đây. Cụ thể trong 6 lần gần nhất đến làm khách trước Crystal Palace, thì họ đã toàn thắng cả 6 trận ra về và trong 3 mùa giải gần đây nhất thì The Kop cũng đã toàn thắng trong cả 6 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội. Rõ ràng với việc đội bóng chủ nhà cũng đang rơi vào tình cảnh thi đấu khá mờ nhạt, thì đối với Liverpool ở trận này mà nói chẳng khác gì thiên thời, địa lợi và chỉ cần việc các cá nhân trong đội hình thi đấu đúng với phẩm chất của mình, thì một chiến thắng ở trận này sẽ không phải là việc gì quá khó đối với họ. Bởi The Kop đang rất cần một chiến thắng trên đất khách để chấm dứt đi 4 chuỗi toàn hòa khi phải thi đấu xa nhà. Thống kê 10 trận đấu gần nhất giữa Crystal Palace với Liverpool, tỷ lệ nổ tài của Crystal Palace đạt 40%, tỷ lệ thắng kèo đạt 50%, có 30% kết quả về lẻ. Crystal Palace ghi được 14 bàn, để thủng lưới 15 bàn, trung bình mỗi trận ghi 1,4 bàn. Tỷ lệ nổ tài của Liverpool đạt 30%, tỷ lệ thắng kèo đạt 50%, có 40% kết quả về lẻ. Liverpool ghi được 19 bàn, để thủng lưới 7 bàn, trung bình mỗi trận ghi 1,9 bàn. Dự đoán kết quả Crystal Palace với Liverpool. Với tình hình hai đội ở thời điểm này, thì Liverpool muốn thua cũng rất khó, bởi không chỉ phong độ thi đấu của Crystal Palace đang có vấn đề, và tâm lý thi đấu của họ cũng ảnh hưởng rất nhiều khi phải thi đấu với một đội bóng luôn khiến cho mình bại trận. Chọn kèo châu Á, Liverpool chấp 1 trái, tài 3 trái hòa. Đừng quên nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.